Bắc Triều Tiên kiếm lợi trên những đau khổ của các gia đình ly tán. Kể từ năm 2000 cho đến nay, thì hàng trăm gia đình Nam Bắc Triều Tiên bị ly tán vì chiến tranh năm 1950 đến 1953 có cơ hội được đoàn tụ do quan hệ của hai miền được cải thiện. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài của cuộc đoàn tụ được quảng bá rầm rộ là bao nhiêu nỗi bất hạnh. Một phóng sự do AFP thực hiện cho thấy là chính quyền Bắc Triều Tiên đã triệt để sử dụng như thế nào nỗi đau của các nạn nhân để nhận được nhiều nhân nhượng từ Hàn Quốc. Các cuộc hội ngộ về nguyên tắc kéo dài trong 3 ngày, nhưng trên thực tế thì hai bên chỉ được gặp nhau 6 lần, mỗi lần 2 tiếng. Và trong những lần gặp đó, hai bên chỉ được gặp riêng một lần mà không bị giám sát. Kể từ năm 2000, sau cuộc thượng đỉnh của lịch sử Liên Triều, chính quyền Bình Nhưỡng cho phép một số người Bắc Triều Tiên được gặp lại thân nhân sống tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều cuộc tái ngộ đã bị Bình Nhưỡng hủy bỏ vào phút cuối và cuộc hội ngộ chỉ được tổ chức với nhịp độ hàng năm và có xu hướng ngày càng thưa thớt. Bắc Triều Tiên coi đây là một sự rộng rãi về chính sách ngoại giao cần được Hàn Quốc đáp trả bằng nhiều nhân nhượng. Trong vòng 5 năm trở lại đây, chỉ có hai cuộc đoàn tụ như vậy được tổ chức. Ngay từ đầu thì chính quyền Seoul đã gây áp lực để cho các thân nhân được gặp nhau nhiều hơn và thời gian gặp gỡ kéo dài hơn. Tuy nhiên, theo một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, các thương lượng với Bắc Triều Tiên diễn ra rất căng thẳng và Bắc Triều Tiên không bao giờ nhân nhượng về vấn đề thời gian gặp và số lượng lần gặp. Theo các nhà quan sát thì Bắc Triều Tiên không được lợi trực tiếp từ các cuộc gặp của những người thân của Triều Tiên bị ly tán do chiến tranh. Thậm chí là chính quyền miền Bắc còn muốn là rút bớt thời gian gặp gỡ giữa những người Bắc Triều Tiên thường là nghèo khổ với những người thân khá giả ở miền Nam. Thêm một điều mà những người Hàn Quốc đã phải trải qua hội ngộ phàn nàn, đó là việc người thân miền Bắc của họ tiếp tục bị khống chế về tinh thần trong thời gian hội ngộ. Bà Song Kyung-soo, 71 tuổi, có cuộc gặp với người em họ mới đây cho biết, ngay trong thời gian gặp gỡ, trong buổi gặp với sự có mặt của người giám sát, người anh em miền Bắc của bà đã phải dành rất nhiều thời gian để nói những lời ca ngợi tính ưu việt của hệ thống chính trị Bắc Triều Tiên. Nhưng ngay cả trong buổi gặp riêng, một phần đáng kể thời gian cũng đã được dành cho việc ca ngợi chính quyền Bình Nhưỡng và phê phán sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Bà Son Kyung-soo nhận xét rằng, tôi đoán chắc là ông ấy đã phải trải qua một khóa đào tạo tư tưởng trước khi gặp lại chúng tôi. Trong đợt đoàn tụ gia đình Triều Tiên năm nay được tổ chức tại Bắc Triều Tiên, chỉ có 5 gia đình vợ chồng ly tán hay bố mẹ mất con được tham dự trong tổng số gần 400 người Hàn Quốc và 140 người Bắc Triều Tiên tham gia cuộc hội ngộ. Năm 2010 thì có 23 gia đình như vậy.